Khá là lâu rồi mình không làm clip hướng dẫn dùng skill hay là tập skill trên tay cầm. Thì ok, hôm nay mình giới thiệu cho em một skill 3 sao khá là cơ bản thôi. Và anh em nếu mà là fan Ronaldo sẽ không thể nào bỏ qua cái skill này. Và đó là gì? Đó là Ronaldo Chop. Và thực hiện như thế nào? Thì em có thể đợi qua intro của mình nhá. Rồi thì với Ronaldo Chop thì nó chỉ yêu cầu 3 sao skill. Và hầu hết trong đội hình anh em thì cầu thủ đạt tới mức 3 sao skill khá là nhiều. Nên cái này thì mình sẽ không nói thêm nữa. Và tiếp theo là phần đánh giá về skill này. Với mình thì khi bấm nó thì mình chỉ đánh giá nó ở mức trung bình thôi. Hiệu quả của nó thì ở mức đủ dùng, không gọi là quá cao, mang tính đột biến lớn. Nhưng tuy nhiên nếu anh em là một trong những fan của CR7 thì anh em nên thử. Vì thực tế Ronaldo Chop hay Ronaldo ngoài đời trước kia cũng từng sử dụng skill này khá là nhiều. Và anh em muốn mang nó vào trong game thì Ronaldo Chop sẽ là một trong những cái anh em sử dụng trong game. Nó mang tính biểu tượng. Còn về đột biến hay là hiệu quả thì mình đánh giá như ở lúc nãy, nó ở mức trung bình và dùng được hay không còn tùy vào khả năng bấm chính xác của anh em nữa. Rồi quay trở lại việc bấm như thế nào thì ở đây anh em có thể xem thử cách bấm của mình trên tay cầm nhá. Rồi thì để thực hiện skill Ronaldo Chop thì ấn cho mình như sau nha. Giữ cho mình LT, sau đó thao tác giả sút XA, PA hoặc là vuông X hoặc là OX đó. Sau đó gạt cần ấn lốc trái hướng chéo về phía bên tay trái hoặc phía bên tay phải của cầu thủ đó. Đó, anh em có thể ấn như thế này, giữ này, đó, giả sút, gạt, giữ, gạt nhanh như thế này. Đó, đó là skill Ronaldo Chop. Until the very last hour, we still got few more days to slay. It's gonna get so much louder. Now we're here to take control. Rồi thì vừa xong skill Ronaldo Chop của mình đã giới thiệu cho anh em và thao tác bấm trên tay cầm như thế nào. Và nếu thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một sub để mình có thêm động lực làm tiếp những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại và chúc anh em thành công. Bye bye. Fingertips and feel it in your head. Just let your body go. Just let your body go. Just let your body go and move to the rhythm.